Ô thế là nó không không giao dịch à anh Hiếu? Không giao dịch à? Đang chuẩn bị. À chuẩn bị. Gần lấy đà, đừng lấy đà. Thế nay mang ba cái này đi xong rồi thì còn cái gì nữa? À cho khách nó chơi. Thế còn cái gì nữa? Còn mỗi ba cái gì? Còn mỗi cái sung. Cứ mỗi cái sung. À đây, sung. Cái này là về miền đất nào đấy? Một cây Thanh Hóa. Còn gì yêu này? Còn hai cây Hà Nội. Này nó gọi nó bảo mang ghi gì? Chết. Không, 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 không. À không phải, này nó gọi nó bảo mang ghi đúng không? Ok, ok. Quay cái gì? Đây, quay kỹ cái vòng mai này cái. Ăn cua xong nó khác sáng đi. Vất vả quá. Đấy, phục vụ cho anh em. Đấy, vừa nãy cái cây quét vôi ấy mất nhỉ. Giới thiệu cây okay. Thích cây ổi anh đúng không? Đôi thích cây ổi. Đôi vòng mai hơn triệu vàng. To như thế này đó. Dễ có, phủ kín hết cả. Có cả đá rồi. Cả đá, cả chậu, cả cây. Mà hồng hồng mai lại to chứ. Mày hoa này. Sau lại có quả đỏ nữa. Chơi sướng thế cái gì. Đấy. Gốc nó to này nó ít lắm ấy. Thích được liên hệ Hiếu. Cây này hay đấy, rất nghệ thuật đấy. Này dễ nó ôm đá này, cùn dễ dã man luôn này. Đây. Kinh khủng nhỉ. Đấy. Chẳng hết ăn chặt. Được rồi. Một pha. Rồi để em sang bên này một vòng. Tôi gọi ba cốc của chú bạn. Ba cốc. Trường chứ mày không thể đi. Trường mấy người đi. Cho cây xanh này lên là 5 lốp vậy. 5 lốp. Cho lên 5 lốp. 5 lốp. 5 lốp nhưng mà phải ra tại chợ đúng không? Ồ. 5 lốp. Cả chậu cả cây. Chậu là nếu mà 100 bạc rồi. Ờ chậu là chậu tàu đấy, 100 bạc đấy. Trung Quốc. Lấy của Trương đã 4 lốp rồi, khó là. Đúng rồi. Lấy của Trương 4 lốp ấy. Tháng nay rồi gọi là trương rắn mà trương bán rắn lắm rắn lắm đây lấy 3 cây bán còn 1 cây này kinh khủng đấy lấy 4 lốp 3 cây triệu 2 và được 2 cây mới đủ vốn đấy giờ bán được cây này thì mới gọi là có tí đấy cây này mới còn lãi cây này, này nó giảm 350 đất đấy bán là lãi đấy là lãi bảo với điên cây này bù cây kia khổ thế đó à đi à đấy vừa giao dịch đang quay dở ra lại bán được cây rồi vừa bán được cái nào đâu mua chứ mua 5 lít rồi quay cây của Bắc Dương ấy nhưng mà chưa thấy cây nào mới à đây này có cây tử vi và đi ô tô và đi bút cây chắc là giao lưu cho vui thôi người anh em rắn quá bán ba Bắc Dương này toàn cây cũ thôi để sao cái này bán rắn quá sao lại cho lên xe đấy à để lên cho dễ nhìn à để lên cho dễ nhìn à đâu hay trở về à trở về à đi à trở về và mua ngay đúng người quen trên mạng mà mua ngay đúng người quen trên mạng đi có quà mang về rồi chả quay nữa cây tưởng vi của anh Hiền đây cảm ơn các bác nhé tôi phải chạy đi bây giờ đây. Đấy quay nghệ nhân phong cách nhất chợ này.
nên Hùng Đen phong cách cái chợ đi chợ cây bằng NH đây. Đấy. Nhiều như bụi đời chợ Vạn Phúc cái này. Nhìn. Quần thì rách gối và con nhà hay đấy nhỉ. Xin phép lại quay tí nghệ nhân phong cách nhất chợ. Dơ dơ cái mặt vào đây cái. Tóc vuốt kiểu tóc vuốt kiểu sán lợn này. Đấy. Rất phong cách. Phong cách này nó thành sau thành duyên đấy, thành thương hiệu đấy. Hôm nay phiên nó vắng trở về đầu tuần. Vị khác hôm nay phiên thì vắng người, số người bán đó. Lập ông đi ra ông đi vượt cây về ông bán này. Cái nhà này bao nhiêu tiền bán em ơi? Giao dịch cây cho vui nè. Anh đẹp trai đi hát đỏ. Đấy, lại nói chuyện với ông đi xe 5 tỷ vừa bán cây 500. Mà có cái ông đi xe mẹt ở đây mà ông mua cái cây mà ông chỉ mua cây tầm rất thích bonsai, chỉ mua cây mấy trăm thôi. Cây bóng huyết rất đẹp. Cây si cây chuột dáng tạm gọi là dáng nàng. Đẹp. Chưa gặp may lắm thôi. Vườn cây của Hùng mới được đấy. Em hát màu đỏ. Hùng đâu anh Hiếu ơi? Này mang có 2 cây đi thôi. Mang 2 cây đi. 2 cây rất xinh nhưng mà hợp đúng cái phiên nó vắng người. Đấy, lên xe về nhắn hết với nhau rồi. Bảo để lại hồi em cốc nước nhé, thế em lại vào ngồi tiếp ra đây. Cũng về à anh Trung? Không biết nhờ còn làm không, thì anh cứ hỏi nhờ. Và phiên chợ buồn à đây, bác nào vừa đỗ đây. Về hết rồi, trời. Mâu của đảng. Đấy, hồng hồng mai như cây tàu này. Đẹp. Như cây Trung Quốc. Hôm nay giống cái phiên nó vắng quá. Chẳng thấy người mua gì cả. Không nắng nhưng mà oi. Quan trọng là vắng người quá. Tiếc. Đấy, xe cây cối rồi lên xe hết rồi, chờ thôi nhé, lên đường về đây, đừng dành này. Ông ơi, trả cho anh 2 cốc nước cái. Đây đây, em gửi. Em còn ngồi. À thế, để cũng gửi cho. Ôi nhớ kìa. Đẹp quá. Rất đẹp đấy, tuyệt vời.
không với được. Rồi, đi về thôi.